đây chúng mình sẽ quay trở lại với một cái game mà bọn mình nghĩ mãi ra một cái tên rất hợp lý, đó chính là thao túng tâm lý. Mỗi người chơi sẽ được cấp cho một từ cấm. Nhiệm vụ của các VJ còn lại sẽ là nói chuyện và khiêu khích sao cho VJ nói ra từ cấm được dán trên trán. VJ sau khi nói ra từ cấm sẽ bị loại nhưng vẫn được tham gia trò chuyện. Người cuối cùng còn trụ lại sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Và chúng mình là team đầu tiên. Ở đây thì anh Minh Múc cũng đã chuẩn bị cho mỗi bọn mình một từ khóa được dán ở trên đầu. Và hiện tại thì không biết được từ khóa của bản thân đang là gì. Đúng rồi. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu cuộc hội thoại về chủ đề là về công việc. Round 1. Ready? Go! Giờ có chiến thuật là nhá, bây giờ ba chị em gái mình. Ok rồi. Thế là bắn bỏ trước đúng không? Bắn bỏ trước. Sẽ thế nhỉ? Ờ, được đấy. Công việc của cậu hôm nay như thế nào? Vui. Vui à? Thoải mái à? Tóc đẹp nhỉ? Ờ, nào. Sẽ thế. Tóc này... Có phải làm để vì công việc không? Nguyên nữa. Hình như lần trước là anh Huy bắt mày phải cắt tóc đúng không? Ừ, cắt gái. Hôm trước em đang ngồi trên tầng 2. Xong em có nghe được một cái thông tin loáng thoáng là Dư Đức Anh đang có tin đồn yêu đương với người trong văn phòng. Hả? Tin đấy thật không? Có phải như thế thật không? Mày yêu ai? Thế cái tin đồn ở trong văn phòng thật không? Thưa, tin đồn thì nhiều mà. Chắc chắn là em phải có một tí tình cảm. Nhưng mà hôm trước là tao thấy mọi người đồn là mày thích Hà. Thích Hà nào? Hà mà tấu, phải không? Chứng tỏ là Hà khác. Đúng rồi. Đúng không? Gì ơi? Hà nào? Chứng tỏ là Hà khác. Mày cứ dồn ra hỏi em. Có thích Hà mà tấu không? What the fuck? Cái gì? Tại sao mọi người nói xin rồi mày không cho mày lại cho Lưu Luyến? Tại vì chị biết tại sao không? Vấn đề là không, em không cho lại chỉ bảo là thích thì cứ ăn trộm đi. Thế là nó lén lút. Hồi đấy tao cho mày mà. Tao cứ để trên bàn đấy thôi. Xong rồi em không qua nó. Mê lên, xong tao mọi người bảo cho chị. Xong mọi người bảo là nó bảo là thôi, tao sẽ để đây dùng mà không cho ai cả. Xong nó nhắn tin là cho Lưu Luyến. Không, điên à? Nhưng vấn đề là đấy là tình cảm. Ê, từ từ nhá, mày không hề liên quan gì xét quay nhá, mà là đây là câu chuyện giữa tao với mày nhá. Yêu quý mày, tao mới dành tặng cho mày cái bộ đấy mà bây giờ mày đem ra mày cho người khác là đúng không? Tao đã bảo tao không cho rồi chứ bao giờ. Nếu mà mày ăn trộm được thì mày ăn trộm đi. Thế nó ăn trộm thật. Vấn đề là thế. Thật ra là chứ được anh nháy mắt với em kiểu là như thế. Chưa là anh còn không biết nháy mắt. Anh còn không biết nháy mắt. Lúc đấy là có một nhân số thứ ba ở đâu bên cạnh đấy, không dám. Nhân số thứ ba là ai? Không thể nào chấp nhận được. Thôi, sau sẽ quay này. Cái đấy là trị giá bao nhiêu tiền nhỉ? Cái đấy không đong đếm vào bằng tiền mặt chị ạ. Ok, xong. Gì đó? Ủa gì đó? Anh em đừng hiểu. Đừng hiểu. Nó gọi là đỉnh cao ở thao túng tâm lý. Chúng ta có được 2 người. Được chết rồi. Đấy. Thực sự không biết cái từ trên đầu mình nó là cái gì đó các bạn. Em kể cho chị một câu chuyện là như này nhá. Có một chú thỏ và một chú gấu đi vào khu rừng. Đấy, hai chú thỏ chú gấu rủ nhau đi vệ sinh. Xong rồi là chú gấu xong xuôi công việc rồi, gấu mới quay ra hỏi thỏ là: "Thỏ ơi, cậu có sợ bẩn không?" Chị biết thỏ bảo gì không? Thỏ bảo gì? Thỏ bảo là: "Không sao đâu gấu ạ, tớ không sợ bẩn." Chuyện hài đấy. Bây giờ đưa em kể chuyện nào. Kể chuyện đi, kể đi. Bây giờ chúng mình chơi đi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thi kể tên các bài hát. Thi kể tên các bài hát à? Ok, cậu trước đi. Ok. Bây giờ giới hạn không. Trong một tháng gần đây đi. Một tháng gần đây. Giới rapper. Chị biết các bài rap không? Không. Thế thôi được rồi. Thế thì các bài hát trong một tháng gần đây chị biết thì chị cứ nói ra. Mà Channel React. Chị có là chị không xem Channel à? Cũng không xem luôn. Chị không xem Channel, trời ơi sao có thể như thế được cơ chứ? Không sao sống em. Two thousand years later. Chị biết những bài gì thì chị cứ kể. Bài gì của ai?
Tên bài hát trong một tháng gần đây là được. Không nhất thiết phải rap. Nè, các bạn ơi, tôi mệt mỏi rồi kìa. Trời ơi. Tôi mệt mỏi. Hello, và đây là team thứ 2. Với sự xuất hiện của anh Sơn, Đặng Thu Hà và Linh Sim và lại là mình. Bởi vì lý do là không tìm được DJ nào để quay nữa. Và okay. Chủ đề cho team 2 để nói chuyện với nhau là về đồng nghiệp và môi trường, làm việc. Thực ra em biết có một bí mật. Nghĩa là hôm qua em thấy Dương Đức Anh ra bàn của chị. Xong rồi Dương Đức Anh lấy đồ của chị. Dương Anh làm gì đó. Nó ở trong nhà vệ sinh ý. Phản ứng đi cho em nó vui nào. Phản ứng đi cho em nó vui nào. Không, em nói xong câu đấy là em biết em sai này. Ô, tự nhiên nói xong mới biết. Không, em nói là em là người đầu tiên tự nhận ra luôn mà. Bây giờ mình chơi một trò chơi. Kể tên các bộ phận trên khuôn mặt. Trên cơ thể đi anh. Khuôn mặt. Bây giờ ai thua thì phải chịu phạt thì làm khuôn mặt thôi cho ít. Lông mặt. Lông mặt. Lông mặt à, lông. Thì đây em đang nhìn thấy râu, thôi gọi là râu đi. Râu. Mũi. Miệng. Mắt. Nốt ruồi. Bộ phận. Những thứ trên khuôn mặt chứ không phải là bộ phận. Lươn lẹo. Lông mũi. Lông mi. Lông đầu. Là tóc hả? Ừ. Tai. Răng. Mí mắt. Gò má. Chán chứ. Dày tai. Dày tai trên khuôn mặt à? Dày tai trên khuôn mặt à? Nó nằm bên này còn gì, nó cũng là trên khuôn mặt. Không có tính à? Nó nằm bên trong em. Trên. Nói nhìn tiếng chỉ kể gì mũi luôn này. Chị lọc tai. Tao kể về chút bọt lên này. Trời trái điện mình đi. Trời ơi bật quá. Anh lúc anh vào cái gân của anh bắn người em sau. Tiếp ạ? À? Mụn có gọi là trên mặt. À, hay quá. À, mụn đấy. Cằm. Mà. À, không. Không, đấy là cách em suy nghĩ thôi. Nếp nhăn. À, quầng thâm mắt. Lỗ mũi. Hốc mắt. Tóc mai. Khóe mắt. Lông mũi. Lưỡi. Má lớn. Lỗ chân lông. Bây giờ chơi bài nữa, hai người biết từ rồi đúng không? Ừ, hai người biết chưa, rồi. Em chưa biết thật. Thì... Em chưa biết thật. Anh nói thử cái từ đấy xem là đúng không? Thật ra, từ nãy giờ, các từ anh nghĩ, anh đã đều nói ra rồi và anh vẫn chưa chết. Thế anh nói là gì? Lúc anh nói bắt đầu tên xe này ngửa thì mình nghe đổi. Anh bảo cái từ anh đoán bắt đầu chữ gì nhỉ? Bờ. Ờ, chữ bờ đây anh nói từ gì? À, biết. Thế đúng mẹ rồi, gì nữa anh chết rồi. Thế à? Từ nãy giờ anh nói nhiều lắm ấy. Không, anh còn nói anh biết. Có. Anh có. Chưa nói mà từ biết nào. Final round. Xin chào các bạn đã quay trở lại với vòng 2 của chúng vòng chung kết của tựa game Thao Túng Tâm Lý ạ. Đúng rồi ạ. Rồi. Ở vòng này thì chúng ta sẽ bao gồm những gương mặt máu mặt nhất ở team đầu tiên là chị Hạnh và Phương Anh. Kèm với đó là bốn người kiên cường bất khuất đã năn nỉ team game cố chấp 30 phút để bọn tôi quyết định tham gia vào tựa game vòng chung kết này. Ok, những cái từ ngữ hiện nay thì mọi người đã nhìn thấy rồi và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với chủ đề. Chủ đề gì ạ? Chủ đề sẽ do mọi người tự chọn. À, không có chủ đề. Bắt đầu. Ok. Bắt đầu nhá. Nghe nói là chị Hạnh với cả Phương Anh ván trước thắng đúng không? Đấy, Thao Túng Tâm Lý. Rất đỉnh. Đặc biệt là chị Hạnh. Kết quả mọi người cứ xem ở trong video. À! Yeah! 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 One kill. Mạnh mồm nhất đấy. Em nghĩ là bây giờ mình thi dù sao kiểu mình cũng là một công ty công nghệ. Dù sao mình cũng là một công ty công nghệ. Thế nên là bây giờ mình sẽ thi kể tên về hãng điện thoại hãng điện thoại đi. Hãng điện thoại á?
Từ tao. Vì tao không biết gì cả. Biết một cái thôi. Hãng điện thoại á. Một cái thôi. Tiếp tục nào. Điện thoại đúng không ạ? Ừ. Mày trước đi. Apple. Tên điện thoại cơ à? Tên điện thoại. Thôi tên công ty công nghệ tên cũng công được. Công ty công nghệ thôi. Tên công ty công nghệ cũng được. Công ty công nghệ à? Ừ. Samsung. Nhân tiện đang nói về Samsung thì chúng mình xin dành 1 phút quảng cáo cho con Samsung S22 Ultra tại Cellphone S mà Sephy đã sử dụng bền bỉ qua mấy đời iPhone. Samsung Galaxy S22 Ultra hiện đang được bán tại Cellphone S với mức giá khuyến mãi là 24.990.000, giảm hơn 6 triệu đồng so với giá niêm yết. Anh em Samfan mau vào tham khảo nha. Trộm vía rồi, da vi đẹp nhỉ? Trộm vía chị ơi. Mọi người em tưởng anh là trung tâm. Không, mọi người nói chuyện riêng. Mọi người ơi kìa. Ôi giời. Chị em để ý. Mọi người hả? Em không để ý. Em vừa gọi mọi người. Em bảo mọi người. Mọi người ơi. Có ơi không ạ? Hỏi thật. Mà. Có à? Trách xuống của em cái ạ. Mọi người ơi, em tưởng em là trung tâm. Đấy, nhưng mà chính ra tưởng 6 người lâu nhưng mà 6 người còn loại nhanh hơn. Nhưng mà vì mấy cái từ này dễ hơn, mấy cái từ trước thì khó. Không, nhưng mà đấy là mình toàn tự nói ra. Chả ai gài. Có mỗi linh sim là gài vào, còn lại là toàn tự nói. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì bọn mình cũng đã hoàn thành xong tựa game Thao túng tâm lý. Đây là một game mà rất là dễ chơi, các bạn thể chơi với cả các nhóm bạn của các bạn. Sau khi xem trong game này, các bạn biết là ai là shop girl, shop boy ở các mối channel mà tránh ra nhá. Ai? Tránh ra Sơn hơn ai nữa. Ê, tao đang định dành lời khen cho chị Hạnh trong game này, xong mày nói cô đấy xong tao không dám khen nữa luôn đấy. Nhưng mà công nhận là game này chị Hạnh rất đỉnh nhá, từ vòng 1 cho đến vòng chung kết. Chị Hạnh kiểu toàn nói ra được những cái để mọi người phải nói đúng cái từ ở trên đầu ấy. Nói ra mày đấy, mày cay đúng không, nên mày nhắc đi nhắc lại chị Hạnh. Nhớ chứ, cay lắm, cay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mà nếu mà trong quá trình chơi bọn mình ngu quá thì bọn mình sợ mọi người bỏ qua bọn mình nhá, tại vì mình không biết đâu nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.